Hello, Ngọc Quang Bắc Giang xin được lên sóng giới thiệu với các bác. Em đang chuẩn bị test những cặp loa JKB cho bác khách quen ở trong Linh Bình. Bác lấy một lúc hai cặp các bác nhá. Đấy, một cặp màu cam này, một cặp màu đen. Hai cặp. Bác chuyển nốt ra đi, nó test. Hai cặp bác nhá, và thông báo với các bác anh em Sub Motivity điện đã về bác Bình nhá. Bóc của em kết quả. Vâng. Sub Motivity bắt 40 sub điện các bác ạ. Vâng, dòng này thì nó cực kỳ là chất lượng. Em bán rất là nhiều. Vừa rồi là cháy hàng mất hơn 1 tháng trời. DX115 sub. Đấy. Dòng này bắt 40 các bác nhá. Em về tổng được có 10 quả thôi. Số lượng ít lắm các bác ạ. Đấy. Bên kia nghĩa là hàng là cháy hàng, mà về cái lô này nó không được nhiều đâu, chỉ được có 10 quả thôi các bác. 10 quả súp của Motivity, dòng súp này em bán nhiều lắm đây. Và hôm vừa rồi nhiều bác đặt bên em thì em về hàng em cũng trả các bác, sáng nay cũng trả các bác được 3 quả rồi đấy. Ui dồi ôi, cực kỳ là đã nha các bác nhá. Đây, xốp sách của nó đóng rất là chắc chắn nhá. Cứng cáp cực kỳ luôn. Đá luôn các bác ạ. Đây. Rất là đẹp, làm rất là xinh. Xinh xắn nhá các bác nhá. Xốp điện như đánh cực kỳ là uy lực luôn. Đấy, bác nào mà đang có lò phun mà chưa có xốp ấy, nên đầu tư ngay của xốp này cho em này. Đó là quá đã luôn. Siêu xốp luôn các bạn. Đấy, nó có lỗ cắm cọc này. Đây, phần bị công suất này. Sau em sẽ review tháo ruột gan. Ui giời, nặng lắm rồi. Ui, qua hộ em đây. Đấy. Đây, súp DX15 súp của Motivity các bác nhá. Một dòng súp và hàng chính hãng, nhập khẩu chính ngạch, chính hãng. Đó. Kiểu dáng rất là đẹp. Đây, chiều ngang của nó đây rơi vào khoảng 46-47. Đấy, chiều sâu rồi. Đấy, chiều sâu rơi vào khoảng 60, hơn 60 chút, khoảng 60 các bác nhá. Đấy, cực kỳ là đã. Em về được có 10 quả em đã trả các bác rồi nhá. Và báo giá các bác là giá 8,5 triệu đồng một quả. Đấy, các bác đánh vào những cặp full bát 25, full 30 hoặc full 40. Chỉ cần một quả này dùng gia đình thì tuyệt vời luôn. Tiện đây thì cũng khoe và thông báo các bác em đã vừa chuyển ở kho về những quả súp của DB Acoustic nữa này các bác ơi. Đây, súp khủng nhất của DB nữa này. KS715SA. Đấy, DB Acoustic, những quả súp này giá thì cũng là cao cấp nhất đây, cao tiền của DB đây. Và những cặp loa full của DB Acoustic. Đấy, cặp loa full nhá. Em đang bóc đây để setup để test cho trả các bác đây. DB Acoustic. Đấy, đây là mã số của cặp này là 312G2 các bác ạ. Dòng này thì có trở cả công suất là 300W đến max 600. Đấy, 8 ohm các bác. Dòng này sản xuất tại Chile, hàng hãng nhập khẩu nhá. Sản xuất tại Chile. Đấy, lỗ thông rồi sao? Mới cứng các bác nhá, đạt 2024. Đấy, mỹ mãn luôn các bạn. Giá cặp loa chỉ nhô 10 triệu xíu là siêu rồi. Đấy, những quả súp của JD và súp của Moti, súp của DB Acoustic. Rất là nhiều các sản phẩm để cung cấp cho các bác. Những chiếc đẩy của DB. Và rất nhiều các bác nhá, thông báo với các bác. Em đã cập bến được khá nhiều sản phẩm để bổ sung vào những gian hàng của Ngọc Quang Bắc Giang. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc. Sau đây em xin dừng video để test thử những cặp loa RKB cao cấp này để chào bác khách ở Linh Bình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.